dù không tốt nghiệp từ trường đại học sân khấu điện ảnh hay học viện hí kịch nào cả, nhưng Bạch Lộc vẫn là một nữ diễn viên tay ngang, được đánh giá khá cao về diễn xuất. Đồng thời, trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, Bạch Lộc cũng để lại ấn tượng khá tốt trong lòng người hâm mộ khi luôn thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc và kính nghiệp, tận tụy tận tâm, cố gắng tiến bộ mỗi ngày qua từng vai diễn. Nào, bây giờ hãy cùng Trạm Phim Châu Á cùng tìm hiểu sương sương về cô nàng Bạch Lộc này nhé! Bạch Lộc, tên thật là Bạch Mộng Nghiên, quê ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994, trong một gia đình bình thường. Bạch Lộc cũng là một trong số ít những nữ diễn viên không tốt nghiệp đại học. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp cao trung, Bạch Lộc rời Thường Châu đến Thượng Hải để tham gia cuộc thi tuyển chọn của SM, một trong ba ông lớn của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, với giấc mộng trở thành một idol. Tuy nhiên, Bạch Lộc đã bị loại ngay từ những vòng đầu tiên. Sau khi mộng tưởng tan vỡ, Bạch Lộc khởi nghiệp với công việc làm người mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang tuổi teen. Sở hữu chiều cao 1m65 cùng gương mặt ăn ảnh, Bạch Lộc đã khởi nghiệp khá thành công với vai trò này. Năm 2015, Bạch Lộc may mắn nhận được vai diễn đầu tay trong một số bộ phim điện ảnh Vimo do hãng phim Cây Của Mèo sản xuất. Sau đó thì nhận được bộ phim truyền hình đầu tay là Bức Thư Tình Bé Nhỏ. Đến tháng 7 năm 2016, Bạch Lộc tiếp tục trở thành nữ chính trong MV ca nhạc Lưu Ngôn của Lục Hổ. Tháng 9 cùng năm, cô bắt đầu được vô chính để mắt đến và ký hợp đồng với công ty Hoang Ngu. Bộ phim đầu tiên mà cô tham gia kể từ sau khi trở thành gà của vô chính là bộ phim Triều Ca, thủ vai Đặng Thị Ngọc. Năm 2017, Bạch Lộc tiếp tục tham gia vào bộ phim truyền hình cổ trang Phượng Tù Hoàng, vai nữ tướng quân Hoắc Tuyền. Sau đó, cô tiếp tục tham gia vào bộ phim Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc với vai Pháp Sư Trúc Yêu Vô Song. Tháng 8 cùng năm, Bạch Lộc tiếp tục tham gia bộ phim Đại Vương Bất Dung Dịch. Sau khi trải qua thời gian đóng vai phụ, Bạch Lộc bắt đầu được vô chính lăng xê qua hàng loạt vai nữ chính trong một số bộ phim đóng cùng Hứa Khải, hay Lại Nghệ, La Vân Huy và Nhậm Gia Luân. Xoay quanh nghệ danh Bạch Lộc của mình, nhiều fan đào ra được Bạch Lộc trước đây là fan chính hiệu của nhóm nhạc EXO và còn đặc biệt yêu thích cựu thành viên Lộc Hàm. Đồng thời, chữ Lộc trong nghệ danh Bạch Lộc mà cô đang sử dụng cũng chính là chữ Lộc trong cái tên của Lộc Hàm. Có lẽ vì quá đam mê thần tượng mà Bạch Lộc đã chọn cho mình nghệ danh này. Nếu là một fan của Bạch Lộc thì hẳn là mọi người đều biết, ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì Bạch Lộc còn rất thông thạo tiếng Hàn. Có lẽ vì niềm đam mê mãnh liệt dành cho Hallyu cũng như từng ước mơ sang Hàn Quốc trở thành idol mà Bạch Lộc đã sớm trang bị cho mình vốn ngoại ngữ vững chắc. La Mông Hy còn rất ngưỡng mộ cô về điều này. Những bộ phim gắn liền với sự nghiệp của Bạch Lộc. Phim truyền hình đã phát sóng: Bức Thư Tình Bé Nhỏ, Đại Vương Bất Dung Dịch vai Đắc Kỷ, Phượng Tu Hoàng vai Hoắc Tuyền, Chiêu Diêu vai Lộ Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa vai Tạ Tương, Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu vai Hình Vận, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương vai Giang Quân, Cửu Lưu Bá Chủ vai Long Ngạo Nhất. Phim điện ảnh của Bạch Lộc. Đến nay, Bạch Lộc vẫn chưa từng có cơ hội góp mặt trong bất kỳ dự án điện ảnh nào ngoại trừ một số bộ phim Vimo do hãng Cây Của Mèo sản xuất như Gặp Được Em Chính Là Chuyện Tốt, Mùa Đông Này Bạn Yêu Không, Ngươi Còn Muốn Ta Thế Nào, Trên Thế Giới Không Có Cái Gọi Là chuyện cười mang yếu tố nghiêm túc. Hy vọng trong thời gian tới, Bạch Lộc sẽ thành công tháo bỏ được cái mác nữ diễn viên truyền hình và có cơ hội tham gia vào nhiều dự án điện ảnh hơn để khẳng định được sự đa dạng trong diễn xuất của mình. Phim chưa phát sóng của Bạch Lộc. Triều Ca vai Đặng Thị Ngọc, Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc vai Vô Song, Ngọc Lâu Xuân vai Lâm Thiếu Xuân, Một Đời Một Kiếp vai Thời Nghi. Giải thưởng của Bạch Lộc. Giải nữ diễn viên tiềm lực của năm tại Tinh Quang Đại Thưởng ngày 3 tháng 12 năm 2017. Giải nữ diễn viên tiềm lực của năm tại Đêm Hội La Hét IQG ngày 1 tháng 12 năm 2018. Giải nữ diễn viên nổi tiếng của năm tại Đêm Hội La Hét IQG ngày 6 tháng 12 năm 2019. Giải thế lực nữ minh tinh mới của năm
tại Kim Nhật đầu điều niên độ thịnh điển 2019, ngày 8 tháng 1 năm 2020. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhóm phim mạng tại giải thưởng diễn viên truyền hình Trung Quốc xuất sắc lần thứ 7, ngày 20 tháng 10 năm 2020. Bạch Lộc và những tin đồn hẹn hò. Tính đến thời điểm này, Bạch Lộc chỉ dính tin đồn hẹn hò với hai người là Hứa Khải và La Vân Hy. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa từng lên tiếng xác nhận với bất kỳ ai. Về phía nhà trai, chỉ có đoàn đội của La Vân Hy lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè, anh em đồng nghiệp thân thiết. Trong khi đó, phía Hứa Khải chưa từng có bất kỳ phát ngôn nào về vấn đề này. Trong khi các nữ diễn viên xứ Trung thường sở hữu nét mặt ngọt ngào hoặc sắc sảo, thì Bạch Lộc lại sở hữu một vẻ ngoài rất khác biệt với gương mặt cá tính và mang một chút hơi hướng nam nhi. Bên cạnh đó, Bạch Lộc cũng không chạy theo xu hướng mắt hai mí, mặt ve lai, cằm nhỏ hoắt như một số nữ diễn viên trẻ thời nay. Kể từ khi vào nghề đến nay, Bạch Lộc vẫn luôn mang theo gương mặt bầu bĩnh đậm nét Á Đông cùng đôi mắt mí lót vô cùng tự nhiên. Đây cũng là một trong những lý do khiến các fan phim trở nên yêu thích cô. Cũng chính vì sở hữu nét ngoại hình như thế, cùng tính cách mạnh mẽ vốn có của bản thân, mà trước nay đa số các vai diễn của Bạch Lộc đều là vai nữ cường, chưa từng một lần đóng vai tiểu thư ngọt ngào yếu điệu. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người gọi cô là đại cường mỹ nữ. Bên cạnh ngoại hình tự nhiên cá tính của mình, thì diễn xuất của Bạch Lộc cũng được khán giả đánh giá khá tốt, là không đơ, không đố. Tuy vẫn còn không ít thiếu sót, nhưng với tinh thần cầu tiến của mình, mọi người tin rằng trong tương lai, Bạch Lộc sẽ càng trở nên tiến bộ hơn nữa.